Thông tin về một số chính sách sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12 năm 2020, trong đó có tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 3 quý đầu không được thấp hơn 75%, hay là báo chí đưa tin sai sự thật thì bị phạt đến 100 triệu đồng, hoặc là xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai tài sản không trung thực. Theo Nghị định số 126 năm 2020 của Chính phủ, hướng dẫn luật quản lý thuế, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Đối với trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 3 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 3 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Như vậy, hết ngày 31 tháng 10 hàng năm, số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của 3 quý đầu năm không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Nếu nộp thấp hơn, doanh nghiệp sẽ phải nộp tiền chậm nộp. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2020, nhiều mức phạt trong hoạt động báo chí tăng mạnh theo Nghị định số 119 năm 2020. Mức phạt đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên báo chí, nếu gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng, phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Trước đây chỉ phạt 1 đến 3 triệu đồng. Nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng, phạt từ 50 đến 70 triệu đồng. Trước đây chỉ phạt 5 đến 10 triệu đồng. Nếu gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, phạt từ 70 đến 100 triệu đồng, trước đây chỉ phạt 20 đến 30 triệu đồng. Trong cả 3 trường hợp nêu trên, báo chí đều buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã đăng tải. Riêng trường hợp đăng thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, báo chí còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 1 đến 12 tháng. Nghị định 130 năm 2020 nêu rõ về xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai tài sản không trung thực có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập nhưng kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm, không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 51 của Luật Phòng chống tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân không thực hiện không đúng, không đầy đủ, không kịp thời yêu cầu của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.